Về chuyến tịnh Nepal. Bài thứ nhất, World Peace Stupa, Tháp Hòa Bình Thế Giới ở Pokhara, một không gian thanh tĩnh giữa lưng chừng trời. Hành khách của hai chuyến hành trình tứ động tâm Đức Phật Ấn Độ Nepal gần đây nhất của nhà Mewigo tụi mình, tức là chuyến tháng 10 năm 2023 và tháng 2 năm 2024 này, có lẽ có duyên hơn các đoàn trước đó khi cùng một công vượt đường xa từ Ấn Độ sang khu vực vườn Lâm Tỳ Ni ở gần biên giới Nepal. Chúng mình đã quyết định dành thêm thời gian cho cả đoàn đến viếng một công trình đặc biệt ở trong khuôn viên rộng lớn của khu thánh tích, đó chính là World Peace Stupa, hay còn gọi là Shanti Stupa, được biết đến như là Tháp Hòa Bình Thế Giới, là một trong những công trình lớn mà phái Nhật Liên Tông của Phật giáo Nhật Bản đã dày công tâm huyết xây dựng tại nhiều nơi trên thế giới. Chỉ riêng ở Nepal đã có mặt ba tháp, một ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Hoàng hậu Maya đản sanh Thái tử Tất Đạt Đa mà sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một ở khu vực núi Thiên Linh Thứ và một ở vùng Pokhara về phía rặng Himalaya. Cuộc đời mọi cái đúng là vận hành theo duyên nha. Đến Lâm Tỳ Ni gần cả chục lần, nhưng cũng chỉ đến viếng đền thờ Hoàng hậu Maya Devi và hồ nước Thiên ở phía sau đền thờ, chứ không cảm thấy rất cần thiết phải đi viếng thăm thêm những nơi nào khác. Cho đến khi cuối năm 2022, mình và mấy chị em nhà Mê Quy được cùng sang khảo sát dọc dài Nepal. Sau khi khảo sát xong ở thủ đô Kathmandu, duyên đã đưa chúng mình lạc trôi về với Pokhara, thủ phủ du lịch của Nepal. Đây là một thành phố đông dân thứ hai sau thủ đô Kathmandu, cách Kathmandu khoảng 200 km về phía Tây, và là thành phố nằm trên độ cao biến thiên từ khoảng trên 800m ở mạn Nam đến hơn 1.700m ở mạn Bắc so với mặt nước biển, từng là một trong những tuyến đường quan trọng trên con đường tơ lụa trứ danh, đường thương mại quan trọng giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Pokhara được biết đến nhiều nhất với khung cảnh tuyệt đẹp của dãy Annapurna nằm cách thành phố chỉ tầm 24 đến 56 km mà thôi. Sau khi được đưa đến viếng thăm một số các tu viện Mật Tông và cộng đồng người Tạng di cư sang lập làng tại đây, chúng mình đã được đưa đến một ngọn đồi cũng cao ngang ngang núi Linh Thứ ở Ấn Độ. Chúng mình lần bước đi lên. Càng lên cao, sự tĩnh lặng càng dần bao phủ. Càng lên cao, không gian bao quát xung quanh càng trở nên thoáng đãng, có thể nhìn về phía trung tâm Pokhara, về hồ Fewa và rặng Himalaya phủ tuyết đẹp tuyệt vời ở phía sau. Càng lên thêm một chút nữa, chúng mình được chạm đến một cánh cổng giản dị ghi World Peace Stupa và đề nghị đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Và bước qua cánh cổng ấy, đi thêm vài chục bậc thang nữa thôi thì ôi, phải nói là ngỡ ngàng luôn. Thời điểm ấy, tụi mình chưa có khái niệm gì về hệ thống World Peace Stupa gì cả. Chỉ cảm nhận được rằng, trong một khoảng không gian mênh mông khoáng đạt của trời đất bao la, của bầu khí mênh mông trong lành và tĩnh mịch, của trời xanh mây trắng, của tiết trời se lạnh, một chiếc tháp tròn tựa như một chiếc bán lớn khổng lồ màu trắng chụp úp xuống nền núi, mang theo sự tối giản, lại có một chút màu sắc hơi huyền bí, bởi một tấm bia có vẻ nhiều chữ Hán ngữ ngoằn ngoèo. Mình ngờ ngợ tiến đến gần, rồi vỡ òa thêm một lần nữa. Chao ơi, nơi chốn mà tụi mình đã đủ duyên tìm đến nơi lần này, World Peace Stupa, hóa ra chính là thờ kinh Diệu Pháp Liên Hoa sao? Còn nhớ lại cách đây vài năm, duyên cứ nhắc nhở chúng mình phải biết tìm về với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhắc từ khi tụi mình mở được chuyến bay thẳng đầu tiên đến với Tứ Động Tâm, Đức Phật Ấn Độ và đưa người lên đỉnh núi Thiên Linh Thứ, nơi được tương truyền rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng thuyết giảng bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho chúng Bồ Tát và Thanh Văn nghe. Rồi duyên được lặp lại khi một vị sư thầy tham gia chương trình thay đổi cuộc sống với nhân số học căn bản của chúng mình tại Huế. Sau khi chăm chú nghe mình chia sẻ những nội dung về nhân số học, thầy ấy đã nghiêm túc thuyết phục mình tìm đọc và nghiền ngẫm thêm Kinh Pháp Hoa. Bởi thầy ấy nói, thầy ngồi nghe chị nói về nhân số học, nghiệm ra chị và nhà Mê Quy đang dùng nhân số học như phương tiện thiện xảo, đưa người ta biết quay về tu tập, sửa mình và mở mang tuệ giác. Điều này sẽ càng hiệu quả hơn nữa nếu các anh chị biết thâm nhập và ngộ được Kinh Pháp Hoa nha. Cũng từ lời khuyến khích tha thiết đó,
mình bắt đầu mở cho mình một ước mơ đi tìm một vị nào đó giảng pháp hoa đủ đơn giản cho một con người vừa sơ cơ chập chững, vừa cứng đầu cứng cổ, không thấy khó tin như mình, có thể tin được và bước vào được thế giới bất khả tư nghị, tức không thể nghĩ bàn của kinh pháp hoa. Và sau đó, như một sự an bài, những bài pháp giảng của sư ông Thích Trí Quảng đã hiển thị trên YouTube của mình, và từ đó mình đã theo nghe sư ông miệt mài. Mình tìm thỉnh thêm những quyển sách lược giải kinh pháp hoa mà sư ông đã dày công thực hiện để đọc và nghiền ngẫm thêm. Rồi duyên đưa tới thêm, chúng mình tham dự được một khóa học từ xa về Phật học qua kinh điển Phật giáo của Đại học Harvard, Mỹ. Kết hợp thêm việc kiên trì hành trì kinh bổn môn pháp hoa hàng ngày. 2 năm vỏn vẹn sau đó, chúng mình đã vỡ ra được thêm rất nhiều thứ, đi sâu được thêm một tầng thức và sự ngẫm ngộ, cũng như mở rộng được tầng giúp mình, giúp người và giúp đời. Cho nên đối với chúng mình, bên cạnh bản chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi đầy thiêng liêng mà các thầy chúng mình đã thiết tha truyền lại, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thực sự đã trở thành một người mẹ tinh thần lớn lao, bồi cho chúng mình biết bao nhiêu là pháp hỷ thực, là nguồn dưỡng chất dạt dào không thể nghĩ bàn, như bản thân chữ Diệu trong 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bất khả tư nghị ấy. Để rồi càng đi sâu vào thế giới kinh pháp hoa, cũng qua những bài pháp giảng của sư ông Trí Quảng, chúng mình mới tìm hiểu được về ngài Nhật Liên Thánh Nhân Nichiren Shonin, người đã thiết lập Nhật Liên Tông với tôn chỉ luôn thiết tha hướng về hòa bình và tình yêu thương cho muôn người muôn loài trên thế giới. Về ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì đoàn An Nhật diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024 tới đây của chúng mình sẽ có thể đưa được mọi người được đến hẳn với quê hương và nơi ngài an nghỉ cuối cùng rồi, cũng sẽ đủ duyên đưa đoàn đến với cây lão đào 2.300 tuổi. Mà khi cụ lão đào được 1.300 tuổi và chết già tự nhiên, thì chính ngài Nhật Liên đã dùng sức hồi sinh diệu kỳ của kinh pháp hoa mà lay cho cụ lão đào sống dậy lần nữa. Mà cho đến bây giờ, cụ vẫn còn đang sống và đã trở thành một trong những cây đào có tuổi thọ lâu đời nhất tại Nhật Bản. Thế nhưng, quả thật là một sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Tại một vùng đất xa xôi của Nepal rất cận rặng Himalaya, vốn rất trọng mật tông Kim Cang Thừa, chúng mình lại bắt gặp được một công trình của Huệ Nghiêm Tông, trung thành và tôn trọng tuyệt đối kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đây, tấm bia đá khắc ghi những dòng chữ Hán viết thảo, được cho là từ chính tay của ngài Nhật Liên và các tổ đời sau của phái Nhật Liên Tông, mang hàm nghĩa Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và cùng trên tấm bia ấy là hàng ngang dãy dọc những chữ thảo Hán ngữ khác, chính là tên của 108 chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa. Nói một cách khác, tấm bia ấy là một hình thức rõ nét của một đồ hình Gohonzon, là một đồ hình đặc trưng tạo ra năng lượng và sức mạnh không thể nghĩ bàn mà phái Nhật Liên Tông luôn trân trọng thờ cúng và viên bái như thờ chính bản thân chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong Kinh. Bởi đối với phái Nhật Liên Tông, thay vì đọc trọn vẹn cả bản kinh Pháp Hoa dài 60.000 chữ, họ rút cô đọng lại còn đúng 7 chữ tựa đề kinh và nhiếp tâm trì niệm hàng ngày câu đề kinh ấy: Namo Myoho Renge Kyo, Namo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hàng chục, hàng trăm ngàn lần, giống như kiểu các tín đồ pháp môn tịnh độ luôn nhiếp tâm niệm câu Namo A Di Đà Phật vậy. Chỉ một câu niệm đề kinh giản dị như vậy, nhưng sức lực nằm trong câu niệm ấy cũng thật là không thể nghĩ bàn. Phật giáo Nhật Bản có nhắc lại, vào đầu thế kỷ thứ 13, thời ngài Nhật Liên sống, có 2 lần đất nước Nhật Bản bị đe dọa bởi nạn xâm lăng từ người Mông Cổ. Khi đi sâu vào trong định, ngài Nhật Liên đã cảm nhận được nguy cơ đó và ngài đã đệ trình lên Đức Nhật Hoàng thời bấy giờ cho lập đàn tràng hướng ra biển. Trên đó, hội chư cao tăng lại ngày đêm nhiếp niệm câu Nam-myoho Renge Kyo. Vậy thôi mà cả 2 lần thuyền giặc Mông Cổ vừa đến gần, sóng gió nổi lên dọa lật thuyền, khiến cho bọn chúng phải quay đầu rút lui, kế hoạch xâm lăng bị thất bại. Chúng mình ngắm bia đồ hình Nam-myoho Renge Kyo với một chút bồn hồi, một chút thổn thức. Kiểu như đã là đang vào thời điểm đúng duyên với Kinh Pháp Hoa, với Nhật Liên Tông, thì đi đâu, thế nào rồi cũng sẽ gặp chính đó mà thôi. Qua được phút xúc động ban đầu,
chúng mình lặng bước đi lên, dập đầu đảnh lễ trước bia đồ hình, sau đó lẳng lặng đi thiền hành 13 vòng xung quanh đại tháp. Bên trên đại tháp nắng vàng rực rỡ, nhưng tiết trời vùng núi cao Nepal luôn tặng cho chúng mình cái se lạnh hanh hao tuyệt vời. Vừa đi, chúng mình vừa niệm câu Nam Myo Ho Renge Kyo, vừa cúi đầu đảnh lễ tôn tượng Đức Phật Thích Ca hướng ra bốn phương, ghi lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Ngài, sinh ra, giác ngộ, giảng bài pháp đầu tiên và nhập Niết Bàn. Cảm giác thơ thới và thanh nhẹ lan tỏa khắp thân và tâm mỗi người trong chúng mình. Xong đủ 13 vòng, cho sang được một vòng tử sanh, chúng mình khẽ xếp chân, nhắm mắt tĩnh tâm ngay bên trên vòng tháp. Không gian nhẹ nhàng và không khí thuần khiết khiến cho chúng mình rất nhanh chạm được trạng thái vô lo nghĩ, chỉ nhiếp tâm vào hơi thở. Trong một phút giây ấy, chúng mình thực sự nghĩ cuộc đời cũng chỉ mong được thả lỏng toàn thân tâm mà vô lo nghĩ, buông dục cầu như thế này thôi. Xa xa, rặng Annapurna thuộc dải Himalaya lừng danh vẫn sừng sững, tỏa năng lượng ngàn năm của núi, làm cho con người ta thêm định tâm và thông dong. Tuyết vẫn phủ trên các đỉnh núi, và trong một phút thoáng chốc ấy, tụi mình thiết tha mong được chia sẻ trải nghiệm này với những người bạn hữu duyên có thể cùng chúng mình đi đến đây. Phải, chúng mình rồi sẽ có thể có lúc mở được một chuyến đi đến nơi này. Chuyến đi ấy có thể không cần phải luôn quá đông đúc như những chuyến đại cộng hưởng, chỉ cần vài mươi con người mà phải cùng một dạng năng lượng, nghĩa là phải xác định tầm quan trọng nhất của chuyến đi chính là để tĩnh tâm, sạc năng lượng, tu tập và thiền tập, thì hẳn là những phút giây đặc biệt chúng mình cùng trải qua cùng nhau trên ngọn bảo tháp World Peace Stupa ở sát rặng Himalaya này sẽ trở nên đặc biệt đến độ nào. Đi khảo sát về tận cuối năm 2022, nhưng như một sự lắng nghe sự vận hành của đủ duyên, chúng mình nén lại địa điểm đặc biệt này để cho đến tận bây giờ đây, vào dịp 30 tháng 4 của năm 2024, khi ước mơ về một chuyến đi tập trung chuyên hơn cho sự tĩnh tâm, thiền tập và tu tập đủ chín mùi để hình thành, chúng mình đã chọn đất Nepal làm chuyến mở đầu. Trong đó, có một thời thiền tĩnh tâm bên nhau trên ngọn World Peace Stupa thanh tĩnh tuyệt vời này ở tận vùng Pokhara, có 13 vòng chúng ta lặng lẽ kinh hành bên nhau, miệng nhẩm câu đề kinh Nam Myo Ho Renge Kyo. Có cả những phút giây riêng tư mà mỗi người được tự do quay về bên trong, tu tập riêng theo lối sở nguyện của mỗi người. Ước mơ ấy của chúng mình vậy mà sắp trở thành hiện thực. Tháng 3, khi chỉ cần một tháng nữa thôi, chuyến tịnh Nepal đầu tiên sẽ được khởi hành. Chúng mình chia sẻ đến các bạn những hình ảnh mà chúng mình đã bắt lại được trong hành trình khảo sát vào cuối năm 2022 ấy. Mỗi một tấm ảnh tụi mình lựa chọn, được ngắm lại, vẫn thấy như cái hồn của ngày đặc biệt ấy được quay về. Tha thiết lắm, thanh nhẹ và mênh mang lắm. Như bản chất dòng không gian mênh mang thoáng đãng mà World Peace Stupa ở rặng Annapurna đã mang đến được cho chúng mình ngày ấy. Yêu quý biết bao. Và cũng chính vì quá ấn tượng với chuỗi tháp hòa bình thế giới này mà khi đi vào các chuyến tứ động tâm Ấn Độ Nepal, tụi mình đã quyết tâm dành thêm thời gian cho đoàn đến viếng và đảnh lễ tại tháp hòa bình ngay trong lòng khu vực vườn Lâm Thị Ni ấy. Chuyến đi gần đây nhất, tứ động tâm Ấn Độ Nepal lần thứ 10, sau thời tĩnh tâm cùng nhau bên dưới nền đế đại bảo tháp World Peace Stupa ở Lâm Thị Ni, khi xả ra cho mọi người tự do đi nhiễu quanh đại bảo tháp ở vòng trên, em Yến Hương đi bên cạnh mình, ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói với mình. Ở đây công nhận thích thật, nhưng mà cái đã hình như vẫn còn thiếu thiếu đi ít nhiều so với World Peace Stupa ở Pokhara, Hawin ha. Mình cũng cười, ờ thì đúng rồi, mỗi nơi mỗi khác chứ. Ở đây có cái năng lượng từ bi của mẹ Maya, nhưng cái gọi là cảm giác mênh mông vô bờ vô bến không thể tả nổi thì đúng là vẫn nên một lần đến với World Peace Stupa Pokhara mà cùng nhau hành trì một lần nha. Gửi niệm lành cho tất cả. Tháng 3 năm 2024, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Thiên.